cuộc thi làm cơm hộp. Hả, là món gà chiên hả? À? Nhìn ngon quá à. Ngon thiệt. Ông làm cái gì vậy? Trả lại miếng đó cho tôi đây. Nè nè, không được lấy cà chua của tôi. Mẹ mình lúc nào cũng nhắc là khi ăn một miếng thịt thì phải ăn một miếng rau ấy nha. Trả lại đây. Trả gì kỳ vậy? Nè nè, có chuyện gì mà cãi nhau ồn ào quá vậy? Là bạn Shinosuke ăn đồ ăn trong phần cơm hộp của em đó cô. Nè Shin à, hộp cơm của em bị làm sao vậy hả? Hồi nãy em đang rồi, nên bây giờ hết rồi cô. Ăn rồi thì thôi chứ Shin. Shin ơi, nếu mà còn đói bụng á thì cùng ăn phần cơm hộp với mình nè. À, bạn Bơ thật là hào phóng á nha. Con miếng trứng chiên to thiệt to luôn. Nhìn ngon quá ha. Là mình đã tự làm đó nha. Wow, thiệt là giỏi rồi nha. Thiệt là Bơ đã tự làm á hả? Ừ. Mình rất sành là món trứng chiên đó. Ngon quá đi. Bạn Bô đúng là thiên tài nha. Mời mọi người cùng ăn cho vui. Còn ngon hơn cả mình làm luôn. Bạn Bô thiệt là lợi hại á nha. Bây giờ con trai mà biết nấu ăn giỏi là mẫu người đột kích dữ lắm luôn á. Nấu ăn thì mình cũng có thể nấu được đó. Thiệt không đó? Hái chà chà, bé Tao Rư không cần phải nấu ăn gì đâu mà. Để mẹ nấu cho bé ăn là được rồi nha. Không cần nấu đâu. Nè, ai cho cậu bắt chước mẹ của tôi vậy hả? Ê, là quả cà chua hồi nãy ông nhậm rồi mà. Bạn nên có nấu ăn được không vậy? Đương nhiên là được rồi. Không phải thì tụi mình chơi đóng kịch thì tôi đã làm món ăn hoài đó sao? Nhưng mà cái đó chỉ là giả bộ thôi mà. Vậy bạn Shin có làm được đồ ăn không vậy? Chuyện, không bỏ lỡ cơ hội nào hết luôn á nha. Tôi là Nohara Shinosuke 5 tuổi, không có chuyện không biết nấu ăn đâu à nha. Lại nói quá nữa rồi. Nếu mà nghĩ là tôi nói xạo á, thì bữa nào tôi sẽ nấu ăn thiệt luôn cho coi. Ê, như vậy được đó nha. Nè, hay là ngày mai tụi mình tự làm cơm hộp, rồi tụi mình đem lên trường ăn chung đi, có đồng ý không nè? Mình cũng làm hả? Vậy là tụi mình sẽ thi tài xem ai là người nấu ăn giỏi nhất trong dịp này luôn nha, chịu không? Chắc là hôm nay tự tin mình thắng chứ vậy. Chính xác rồi, chắc là ổng sẽ nhờ mẹ nấu giúp cho mà coi á. Chắc chắn là vậy rồi, nếu vậy mình tổ chức cuộc thi làm cơm hộp đi. Ừ, ý hay lắm, nhưng mà khi nấu ăn thì các em phải cẩn thận với dao và lửa đó nha. Được rồi, sẽ cố gắng nha. Tới ngày thi làm cơm hộp. Phải nhanh đi làm cơm hộp mới được. Mẹ ơi. À, chào con trai, thức dậy đúng giờ quá nha, Tao Rư. Mẹ ơi, con đã nói là để cho con tự làm rồi mà mẹ. Ừ, thì để con tự làm, nhưng mà có những chuyện con không biết thì mẹ giúp chứ không là nguy hiểm lắm đó. Nguyên liệu thì trong tủ lạnh, còn cơm thì xíu nữa thôi á, là chín rồi đó con. Cảm ơn mẹ nhiều nha. Nene ơi, con phải dậy để làm cơm hộp đúng không? Nene ơi, Nene. Đúng là trẻ con mà hết cách luôn hả? Con đừng đảo nhiều lần như vậy quá, như vậy không được đâu. Nhưng mà... Đứng nhìn không chịu được mà, thôi đưa đây mẹ làm cho. Mẹ ơi! Con cắt trái cây giùm mẹ đi ha. Còn việc gì nữa không mẹ? Mẹ đã làm sẵn hết rồi, chỉ còn rau sống và xà lách nữa thôi. Hả? Con có nói mẹ không cần giúp con rồi mà. Dạ, con, chào mẹ. Không chịu dậy là nó ăn không kịp đâu đó. Tại hôm qua con khó ngủ nên hơi mệt chứ bộ. Mẹ à, mẹ không được giúp đỡ con đâu á. Nhưng mà đây là cuộc thi mà đúng không? Mẹ thật sự rất muốn Nene đạt được giải nhất. Nhưng mà... Cứ nói là con đã tự làm là được rồi mà. À, không thể tin được luôn. Có người quên hôm nay là cuộc thi tự làm cơm hộp đó. Hái chà chà, mình quên lẫn mất tiền. Mọi người ai cũng phải thức dậy sớm để tự nấu đồ ăn đem tới không phải sao? Thôi đừng để ý tới mình làm chi. Cứ xem như mình là ban giám khảo đó nha. Đúng thiệt là... À, thật sự đây là món ăn mà các em tự làm đó hả? Giỏi quá nha. Cô Yoshinaga ơi, con hãy làm giám khảo nha. Ừ, cô rất là hân hạnh đó. Bố à, món của em là gì vậy? Hôm nay em đã làm món bánh mì sandwich đó. Đúng là lợi hại thiệt. Thành phần nhân gồm có rau sống, dưa leo, thịt heo sống khối, trứng luộc, phô mai, xúc xích và mì sợi. Nhìn cũng ấn tượng thiệt đó nha. Nhưng vị bên trong thế nào thì phải thử mới biết được. Shinosuke, tôi là ban giám khảo nên được ăn thử để biết vị mà. Ai cho ông tự ý bầu mình làm ban giám khảo rồi tự ăn luôn vậy đó hả? Rồi, giờ xem món của mình nha. Shin. Hả? Món này là cơm nắm á hả? Hình tròn to và có kiểu giống trái banh quá hả? Ấn tượng lắm đúng không? Mình đã muốn cái như vậy từ lâu lắm rồi đó. Bơ
bên trong có xúc xích nè, rau nè, thịt nè, và nhiều thứ khác mình đã cho vào nữa. Vậy thì để tôi thử gì của nó một lần xem sao. Mẹ xin ra cái đó là đầu của tôi mà. Hả? Tôi tưởng cái cậu làm là bên đây chứ, giống y hệt luôn. Giống đâu mà giống. Giờ xem cái của mình nè. Chắc là xạo rồi, kiểu này là nhờ mẹ làm giùm cho rồi đấy. Đảm bảo là đã nhờ mẹ làm giùm rồi. Nhưng mà mình cũng vậy nên không thể nói được ha. Ấn tượng thiệt nha. Giống như là cơm hộp cho người lớn làm luôn vậy á. Nó làm gì có, tôi đã dậy từ 5 giờ sáng để làm đó. Công nhận nấu ăn rất giả thiệt luôn đó nha. Thiệt là rất giả. Đúng vậy á. Tình huống như vậy thì phải nói sao đây ta? Thôi kệ để im vậy.